Vương Nhất Bác đang có rất nhiều hoạt động, lịch trình của anh ấy luôn bận rộn. Vào ngày 19 tháng 9, Vương Nhất Bác sẽ khởi hành từ Bắc Kinh để bay tới Milan nước Ý. Vương Nhất Bác gần đây đã trở thành người phát ngôn toàn cầu của thương hiệu Jimmy Choo. Anh sẽ tham dự show thời trang của thương hiệu này tại Milan vào ngày 20 tháng 9. Chuyến đi này của anh ấy không kéo dài, ngay sau khi show thời trang kết thúc, vào ngày 21 tháng 9, Vương Nhất Bác sẽ bay thẳng từ Milan về Thượng Hải. Tôi thực sự mong chờ sự xuất hiện của anh ấy trong tuần lễ thời trang Milan lần này. Phong cách thời trang của Vương Nhất Bác luôn được giới thời trang cảm thán. Những nỗ lực cống hiến cho sự nghiệp của Vương Nhất Bác trong thời gian này thực sự đáng được ghi nhận. Anh ấy có rất nhiều tài nguyên và sự thành công này hoàn toàn xứng đáng. Bộ phim tài liệu của Vương Nhất Bác hiện đang rất được khán giả quan tâm. Một người bạn đồng hành trong đoàn thám hiểm kể thêm chi tiết, chúng tôi chỉ tập luyện được vài ngày, thậm chí tôi còn lo lắng cho anh ấy. Sợi dây dài 100m quấn quanh eo anh ấy và bị treo như thế này rất lâu. Cuộc phỏng vấn của Vương Hạo lão sư cho biết, sau khi chúng tôi quay phim xong trong hang động, tôi hỏi Nhất Bác có bị thương không. Thực ra chúng tôi thường khám phá hang động, nhảy và leo lên giữa thung lũng đá. Và chúng ta có thể bị bầm tím khắp người. Nhưng trong vài ngày qua, có lẽ là do Vương Nhất Bác đã tập hip hop từ nhỏ. Cảm giác thăng bằng của anh ấy và phối hợp cơ thể rất tốt. Đặc biệt vào ngày đầu tiên, khi học công nghệ SRT, bạn cần luyện tập giữ thăng bằng trên dây. Đây là thao tác cơ bản nhất, có thể mất 1 hoặc 2 ngày luyện tập trước khi bạn có thể chuyển sang giai đoạn học tập tiếp theo và thực hiện các động tác. Vương Nhất Bác có thể linh hoạt, chuyển đổi qua lại trên dây. Vì vậy, anh là người học công nghệ SRT nhanh nhất. Dù làm bất cứ công việc gì, Vương Nhất Bác đều học hỏi rất nhanh. Vì thế anh luôn nhận được sự yêu mến từ đồng nghiệp và các lão sư. Vương Nhất Bác là chàng trai chăm chỉ, anh ấy đã thực sự sống hết mình với tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết. Vương Nhất Bác là đại diện cho thế hệ trẻ với nguồn năng lượng tích cực nhất. Hãy cùng chào đón sự xuất hiện của Vương Nhất Bác tại tuần lễ thời trang Milan trong show thời trang của Jimmy Choo vào cuối tuần này nhé!